Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in T80W ở bên mình với cái phần mềm Kiosk Việt để các bạn in hóa đơn bán hàng nha. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này và hướng dẫn các bạn cài đặt cái máy in này kết nối với cái mạng Wi-Fi ở nhà của các bạn để các bạn có thể in qua điện thoại nha. Thì đây là một cái máy in nhiệt các bạn, cái máy Xprinter 80W ở bên mình. Thì máy in này là máy in mạng nha các bạn. Bên mình có rất là nhiều loại máy in. Đây là cái dòng máy in cần phải gắm dây mạng nha các bạn. Đây, đằng sau là các bạn. Đây, các bạn gắm dây mạng ở đây ha. Đây là một cái sợi dây mạng nè. Có nghĩa là máy in mạng này á, là máy in LAN. Các bạn có phải gắm cái dây mạng vào nè. Còn cái đầu còn lại các bạn phải kéo dây từ cái modem wifi các bạn tới cái máy in này. Đó, còn này là cái cổng kết nối USB máy tính. Cổng này cổng nguồn, cổng này cũng kết nối két nha các bạn. Đó, thì ở bên mình có rất là nhiều loại. Có một loại nữa là một cái loại wifi nha các bạn. Thì cái loại wifi là nó sẽ máy in nó sẽ kết nối với cái wifi ở nhà của các bạn, cũng như là cái điện thoại của các bạn kết nối với wifi vậy đó. Thì cái máy đó nó sẽ bắt tiền hơn cái máy này. Tại vì cái máy đó là kết nối wifi không dây luôn, còn cái máy này là phải gắm dây, nên nó cao cấp hơn, nó phải mắc hơn. Đó, thì máy kia, máy wifi thì các bạn chỉ cần gắm điện thôi. Còn cái máy này thì các bạn vừa cần phải vừa gắm điện nè, vừa gắm dây mạng LAN nữa. Đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình cái máy này ha, cho phần mềm Kiosk Việt. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mở khay giấy và lắp giấy nha. Thì ở bên hông nè, nó có cái cần gạt nè, các bạn gạt xuống và mở cái khay giấy ra. Thì bây giờ các bạn sẽ để giấy vào nè, theo cái chiều này ha. Rồi các bạn đóng lại, các bạn để giấy lồi ra một khúc ha. Rồi bây giờ nè, ở đằng sau nó có cái cổng gắm dây nguồn nè các bạn. Các bạn lấy cục sạc, các bạn gắm điện vào và các bạn gắm vào nha. Thì cái máy này các bạn muốn cài được cái IP cố định cho nó thì các bạn cần phải có một cái máy tính nha. Thì những bạn nào mà không có máy tính á, thì khi mà mua máy ở bên mình á, bên mình sẽ hỗ trợ cài đặt sẵn cho các bạn luôn. Các bạn về các bạn chỉ cần gắm điện và gắm dây mạng vào là các bạn sử dụng thôi nha. Nhưng mà các bạn phải cung cấp cho mình cái thông tin IP mạng ở bên các bạn á, để mình biết được cái lớp mạng bên bạn bao nhiêu, để mình có thể cấu hình cho cái máy in được nha. Không biết cái đó là không có cấu hình được nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cái cách để các bạn xem, hoặc là các bạn có thể chụp cho bên mình nha. Rồi trên điện thoại đó các bạn vào cái chỗ wifi á. Rồi các bạn vào cái chữ Y nè. Trên điện thoại iPhone nha các bạn, còn điện thoại Android á, thì các bạn có thể bấm vào trong cái tên wifi đó cũng được. Đây các bạn chụp cho mình thấy được là 192.168.1.22 nè. Cái dãy IP nè, cái khúc nói chung là cái ba dòng này là các bạn, địa chỉ IP, mặt nạ con và định tuyến nè. Đó các bạn chụp cho mình thấy được ba cái này thì mình mới cài đặt được cho các bạn nha. Thì trên điện thoại Android nó cũng tương tự như vậy nha các bạn chụp cho mình rồi mình mới cài đặt cho các bạn được. Thì cài đặt xong thì các bạn về các bạn chỉ cần phải gắm dây điện rồi gắm mạng vào, các bạn kết nối với phần mềm Kiosk Việt để các bạn in thôi nha. Ok, bây giờ sau khi gắm điện vào rồi á, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in test cái tờ giấy in test ra để các bạn biết được cái máy này nó có hoạt động tốt hay không nha. Một tay á, các bạn ấn giữ cái nút này nha. Một tay á, các bạn bật cái công tắc ở đằng sau nè. Đằng sau nó có công tắc nguồn đó các bạn. Các bạn chờ cái nút đỏ nè. Đó, cái nút đỏ nó chớp một cái là các bạn buông ra nha. Đó, nó ra cái tờ giấy in test nè. Một xíu nữa nó sẽ hiện cái địa chỉ IP cài đặt ở đây nè. Các bạn chờ xíu mình sẽ cài đặt cho các bạn xem nha. Đây các bạn sử dụng một cái cọng dây cáp USB nè. Nó đi kèm theo máy với các bạn, cái đầu tròn nè. Các bạn cắm vào trong cái máy in nè. Còn cái đầu dẹp còn lại các bạn cắm vào máy tính nha. Đây các bạn. Đầu còn lại nè, các bạn cắm vào trong máy tính nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua cái máy tính để mình cài đặt cho các bạn xem nha. Sau đó mình sẽ test ở trên điện thoại mình in thử cho các bạn xem nha. Ok các bạn, thì đây là cái phần mềm dùng để cài IP cho cái máy in T80W này ha. Thì những bạn nào mà muốn tự cài thì khi mà mua máy xong á, nói bên mình sẽ gửi cái phần mềm này qua để các bạn cài nha, kèm theo cái video hướng dẫn.
Rồi ok, các bạn vào trong cái chỗ Advanced nè. Vào Setnet nè các bạn. Rồi ở đây nè các bạn sẽ sửa lại cái địa chỉ IP nha. Đó, cũng như cái chỗ hồi nãy á, mình chỉ các bạn á. Đây, trong cái chỗ Wi-Fi cho các bạn. Đây nè, cái chỗ này nè. Nếu như mà các bạn thường á, cái địa chỉ IP nó sẽ là 192.168.1. Là ba cái này các bạn giữ nguyên nè. Ba cái dấu chấm đầu á, 1 ô, 2 ô, 3 ô đầu á, các bạn sẽ giữ nguyên. Còn cái ô thứ ba các bạn sẽ thay đổi. Các bạn không được ghi trùng với cái IP ở đây nha. Các bạn ghi trùng ở đây á, là sẽ trùng với cái điện thoại của các bạn. Thường á, là bên mình á, sẽ để 245 thôi. 245, từ 245 cho đến 250. Đó, còn hai cái này là ghi trang nè. Mặt nạ con với cái bộ định tuyến ở dưới là ghi trang nha các bạn. Chỉ sửa chỗ này thôi. Chấm 1 nè, chấm 1 giữ. Còn cái đuôi cuối cùng là sẽ sửa lại nha các bạn. Rồi, thường là bên mình sẽ để cái IP là 192.168.1.245 nè. Tùy theo cái lớp mạng của các bạn nha. Rồi, ở dưới này á, thì các bạn không cần quan tâm nha. Cái này là cái thiết lập cho cái máy in Wi-Fi nha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bấm Set Above Content là thiết lập những cái thông tin bên trên cho cái máy in. Đó, các bạn chờ xíu, cái máy nó đang cấu hình nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in ra cái tờ giấy test như nãy á, để xem được cái địa chỉ IP và mình vừa cài đặt là .1.245 nè, nó có ra đúng không nha. Như cái tờ hồi nãy á, là cái địa chỉ IP của nó là .1.179 nè các bạn. Đây nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tắt cái máy đi ha. Tắt đi nè, tay bấm giữ nè, mở lên nè, đèn đỏ chớp nè, buông ra. Cái máy này đã tự gắt giấy luôn nha các bạn. Nè, các bạn thấy không? 245 nè. Chưa nha các bạn. Tại vì á, mình chưa gắm dây mạng cho cái máy in này nè. Ok, các bạn chờ xíu mình sẽ gắm dây mạng vào nha. Mình gắm dây mạng vào, mình sẽ in test thử cho các bạn xem luôn. Đây các bạn ha, thì đây cổng dây mạng của mình đã kết nối với cái modem wifi nè. Bây giờ mình sẽ gắm dây mạng vào cho các bạn xem nè. Khi mà các bạn gắm vào á, cái đèn, hai cái đèn, một cái đèn sáng, một cái đèn chớp nè. Đó các bạn thấy không? Một cái đèn cam nó sẽ chớp nè. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ dùng cái điện thoại để mình đánh test cho các bạn luôn nha. Trong điện thoại mình sẽ kết nối vào cái wifi của bên mình nè nha. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in trên cái phần mềm mà Ký Ức Việt nha. Thì phần mềm Ký Ức Việt nó có hai cái app, một cái app là Ký Ức Việt quản lý, một cái app Ký Ức Việt bán hàng. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cái luôn nha. Thì đây là cái Ký Ức Việt quản lý nha các bạn. Đây, các bạn vào chỗ dấu ba gạch nè. Nhiều hơn á, các bạn kéo xuống dưới chỗ cài đặt nè. Các bạn nó mặc định là tắt chỗ này nha, các bạn bật chỗ này lên nè. Rồi các bạn nhấp vào chỗ máy in nè. Rồi thêm máy in nè. Các bạn có thể chọn BBT3 hoặc TBF03 nha. Rồi bây giờ các bạn nhập cái địa chỉ IP hồi nãy vào á. Cái địa chỉ IP cái địa chỉ IP mà trong cái tờ giấy anh test này nè các bạn. 192.168.1.2.245 nè. Các bạn ghi trang nha, có dấu chấm luôn nha. Đó. Thì các bạn, khi bạn nào mà mua máy bên mình á, mình sẽ để cái tờ giấy IP này bên trong khay giấy á, thì các bạn lấy cho các bạn xem nha. Rồi ok, mình nhập vào nha. .168 ghi dấu chấm luôn cho nha các bạn. Rồi máy in, đặt tên máy in mình ghi gì cũng được nha. Rồi bấm in thử. Đây các bạn ha, in ra máy tự cắt nè. Rồi lưu. Rồi bây giờ mình ra mình in, in thử nha. Đây các bạn ha, máy in ra rất là nhanh luôn nha. Đây các bạn, máy in ra rất là nhanh, chữ rất là nét và đẹp luôn nè. Khổ to luôn nha các bạn, khổ K80 nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ qua cái phần mềm
bán hàng nha các bạn, thì phần mềm bán hàng là dành cho nhân viên. Ok, các bạn cũng vào chỗ nhiều hơn nè, các bạn cài đặt máy in nè, chỗ máy in nè, mình xóa cái này đi, thêm máy in nè, chọn máy in nè, nhập địa chỉ IP vào nha các bạn, đặt tên máy in, các bạn đặt cái gì cũng được. Rồi mình ra ngoài mình in thử nha. Đây các bạn ha, hai cái form nó khác nhau nha các bạn. Ok các bạn, thì mình để cái đường link mua máy in bên dưới phần miêu tả, các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng, được giao hàng ở tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha, nếu các bạn thấy hay để lại một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.